Nguồn tin Nga tiết lộ Tổng thống Putin muốn ngừng bắn ở Ukraine. 4 nguồn tin Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã sẵn sàng tạm dừng cuộc xung đột ở Ukraine với một lệnh ngừng bắn, công nhận các tiền tuyến hiện tại. Hãng Reuters và Telegraph dẫn một nguồn tin của Nga từng làm việc với Tổng thống Putin và có thông tin về các cuộc đối thoại cấp cao nói, Tổng thống Putin cho hay, quân đội Nga có thể tiếp tục chiến đấu nhưng Moscow sẵn sàng ngừng bắn để dừng xung đột. Tất cả các nguồn tin đều đề nghị giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Về thông tin trên, Reuters cho hay đã trao đổi với tổng cộng 5 người làm việc hoặc đã từng làm việc với Tổng thống Putin. Nguồn tin thứ 5 không bình luận về thông tin dừng xung đột ở tiền tuyến hiện tại. Khi được hỏi về thông tin mà hãng Reuters đưa, Tổng thống Nga trả lời tại một cuộc họp báo ở Belarus như sau, các cuộc đàm phán hòa bình nên được tái khởi động. Hãy tiếp tục. Ông Putin nói thêm, các cuộc đàm phán nên dựa trên thực tế ở thực địa và nếu muốn đạt được thỏa thuận thì không nên dựa trên cơ sở những gì một bên muốn. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Nga đang cố làm chệch hướng hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine khởi xướng ở Thụy Sĩ vào tháng tới bằng cách sử dụng đoàn tùy tùng của mình để gửi tín hiệu giả về việc ông được cho là sẵn sàng dừng xung đột. Ông Kuleba nói, ông Putin không muốn kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chỉ có nguyên tắc và tiếng nói thống nhất của đa số toàn cầu mới có thể buộc người đứng đầu nước Nga chọn hòa bình thay vì xung đột. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak cho biết ông Putin muốn các nền dân chủ phương Tây chấp nhận thất bại. Dựa trên những hiểu biết về các cuộc trao đổi trong giới lãnh đạo Nga, hai nguồn tin Nga nói với Reuters, Tổng thống Putin cho rằng những gì Nga đã đạt được trong cuộc xung đột với Ukraine tới giờ đã đủ để coi là chiến thắng. Ngoài ra, 3 nguồn tin còn lại cho hay, ông Putin hiểu rõ là bất kỳ tiến bộ đáng kể mới nào trên mặt trận quân sự đặc biệt ở Ukraine đều đòi hỏi một cuộc huy động quân lớn và ông không muốn như vậy. Tuy nhiên, trước đó, người phát ngôn điện Kremlin cho hay, Nga không có nhu cầu huy động quân mà thay vào đó đang tuyển dụng những người tình nguyện cho lực lượng vũ trang. Theo dự đoán của một nguồn tin, sẽ không có thỏa thuận nào khi ông Zelensky còn nắm quyền Tổng thống Ukraine. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.